Như vậy là sau gần 2 tháng xa gia đình, người thân và trải qua 4 tiếng bay thẳng từ Mumbai, Ấn Độ, 9 giờ 30 phút sáng nay theo giờ Việt Nam thì chuyên cơ của Bamboo Airways đã đưa những cô gái vàng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trở về nước. Với chiến thắng trong trận playoff với đội Đài Loan Trung Quốc, đội tuyển bóng đá nữ của chúng ta lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham dự giải vô địch bóng đá nữ thế giới World Cup 2023. Và giờ đây sẽ là thời gian họ đón Tết, cái Tết muộn cùng gia đình, người thân và hàng triệu người hâm mộ Việt Nam. 5 giờ sáng giờ Việt Nam, chuyên cơ QH9134 của hãng hàng không Bamboo Airways đã có mặt tại sân bay quốc tế Mumbai Chhatrapati, Ấn Độ để đón đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về nước. Được bay thẳng từ Mumbai về Hà Nội đã giúp tất cả các thành viên cảm thấy thoải mái hơn thay vì phải quá cảnh nếu di chuyển bằng chuyến bay thương mại. Tôi là nữ giới nên là tôi cũng rất hiểu là họ sẽ rất là nhớ nhà trong một thời gian dài, chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Nên là chúng tôi mong là sẽ mang đến cho các cô gái được cảm giác là được về nhà và có trải nghiệm tốt nhất. Sau khi mà đá xong thì đội là không có chuyến bay để mà về và rất là may mắn là được cho chuyên cơ và đón toàn đội, thì đây là một tin mà chị em cảm thấy rất là phấn khởi. Còn đối với Thanh Nhã, một trong những nữ cầu thủ trẻ nhất của đội tuyển Việt Nam, dù là lần đầu tiên ăn Tết xa gia đình nhưng suy nghĩ của cô gái này lại hoàn toàn khác. Cũng hơi buồn một chút nhưng mà được ăn Tết cùng đội tuyển, cùng các đồng đội thì cũng khá là hạnh phúc. Để đạt được cái giấc mơ đấy thì dù ăn Tết xa nhà mấy bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó cũng không là gì cả. Chuyến bay thẳng Mumbai Hà Nội đã tiết kiệm được thời gian hơn so với kế hoạch bay nối chuyến tại Dubai của các cầu thủ trước đó. Trên chuyến bay, hoa và những món quà bất ngờ cũng được gửi tới các cô gái vàng của đội tuyển Việt Nam thay cho lời chúc mừng của hàng chục triệu người hâm mộ trong nước. 9 giờ 30 phút sáng nay, chuyên cơ QH9134 đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài cùng toàn bộ 38 thành viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Chúng ta xa nhà đã lâu, thế và bây giờ chúng ta quay trở về nhà. Cái điều đầu tiên đấy là chúng ta phải giữ được sức khỏe và về là thăm gia đình cho bác và ban huấn luyện như là bác Tùng xin gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến gia đình chúng ta. Chúc các bạn ấy là sẽ khỏe mạnh và thi đấu đạt thành tích xuất sắc nhiều hơn nữa. Mọi quy trình trước, trong và sau chuyến bay đều tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch, nhưng vẫn đảm bảo rút ngắn tối đa thời gian làm thủ tục và chờ di chuyển tại sân bay cho các cầu thủ. Tới đây thì Bamboo Airways cũng chính thức trở thành nhà tài trợ vận chuyển độc quyền đưa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đi thi đấu trong kỳ World Cup 2023 dự kiến từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2023 tại Australia và New Zealand.